Thì chị có hỏi bác sĩ là bác sĩ đã độn vào cho cháu mà cháu chưa không cảm thấy đau. Cười bác sĩ bảo là hay là bác sĩ chưa làm. Ảo thật đấy. Sau 5 ngày làm độ mông, có một chiếc body vòng ba mới. Bây giờ chị thấy thế nào rồi? Chị thấy rất là bình thường ấy. Chị phẫu thuật xong thì chị có hỏi bác sĩ đã độn vào cho cháu chưa mà cháu chưa không cảm thấy đau. Bác sĩ cười, bác sĩ bảo là hay là bác sĩ chưa làm. Hôm đấy nhở, lúc mà em đi sang, em cứ nghĩ là chị sẽ ở lại thêm một ngày. Nhưng mà chị lại bảo em là chị không đau nữa. Chị sợ đấy, chị đi lại các thứ được rồi đây này. Nhìn chị đi lại các thứ và em thấy là chị ngồi được hẳn lên rồi. Em thấy sức khỏe của chị, cái trạng thái nó khá là ổn định và nó rất là tốt. Thế là chị mới bảo là thôi chị trở trả lại nữa, chị đi về luôn đúng không? Tại vì là không hề đau ấy. Chị không nghĩ là nó nhẹ nhàng như thế này. Khá là nhẹ nhàng. Mà sau ngày hôm đấy chị về nhà thì chị ăn uống các thứ, mọi thứ nó ổn lắm, bình thường, không có một vấn đề gì xảy ra. Không vấn đề gì hết. Ơi thật sự em phải nói với chị luôn là chị đi làm thì còn giấu mọi người chị làm đó, bình thường, không đau, không một vấn đề gì cả. Thờ vào cũng không đau luôn. Đúng rồi, ngồi như các thứ em thấy chị ngồi cũng khá là ok, không có bị cảm giác bị tức mông đúng không ạ? Không hề. Đúng không? Về luôn. Sau cái lúc mà chị mổ xong ấy, chị tham mê là đã ổn định chưa? Ổn định lắm ấy, khỏe lắm ấy. Không có một tình trạng gọi là bị ảnh hưởng của thuốc mê. Không ảnh hưởng gì luôn, chị ăn luôn. Xong rồi chị đòi ra ngoài, các bạn bảo là chắc là vẫn còn đang có thuốc mê chứ gì. Chị sẽ chóng mặt ấy, chị đòi ra ngoài ấy. Chị cũng lo chứ, chị lo ấy. Chị hôm trước là chị cũng bị mất ngủ, chị sợ đau á. Xong rồi không nghĩ là sẽ nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng như này, biết thế làm lâu rồi. Trước đấy là chị tham khảo ai chưa? Chị chưa, chị nghiên cứu ở trên mạng thôi. Chị cũng đi tư vấn nhiều nơi rồi nhưng mà tin tưởng bác sĩ. Nhưng mà chị có thể chia sẻ lại giúp em là về cái vấn đề thì mà chị lại có một cái động lực thúc đẩy chị để đi độ lại vòng 3 không chị? Tại vì vòng 3 của chị rất nhỏ, còn lép nữa, còn hóp nữa. Chị quyết định đi làm. Chị đã có sử dụng qua hay là có thử tập luyện các thứ để nâng cái phần mông ấy lên chưa? Có tập nhưng mà nó sẽ lên, nó vẫn bị hóp hai bên ấy, nhìn nó không cân đối, nhìn nó vẫn xấu lắm. Chị tìm hiểu bác Sơn này, khi chị đến chị gặp bác Sơn, cái ấn tượng của chị nó là như thế nào? Thế bác rất là dễ thương ấy và bác rất thật ấy. Nên chị tin tưởng, chị cũng xem, chị nghiên cứu bác lâu rồi. Cho em xin một cái lời khuyên dành cho tất cả các chị em chuẩn bị đăng có nhu cầu muốn làm đẹp tại Dr. Sơn đúng không? Chị cảm thấy rất là thích với cái vòng ba của mình luôn ấy. Chị soi gương trước này à. Nếu mà các bạn nào mà muốn đi nâng cấp vòng ba thì hãy làm ngay đi, không hề đau đâu nhá. Em cảm ơn chị vì cái chia sẻ của chị đến ngày 2 ngày hôm nay. Sẽ gặp chị trong khoảng 1 tháng nữa khi quay trở lại đây để em có thể xem được trực tiếp cái kết quả sau khi làm xong. Em cảm ơn chị rất cảm nhiều. Cảm ơn em.